con tưởng mẹ kia. Đây Bad Coffee Garden 91A đường Bình Long. Thì hôm nay là sinh nhật của cái con gái mỏ nhọn của mình đây đây này nọ đó đó. Thì nó tới cái Bad Coffee Garden này nó chơi. Thì nó tới đây rồi nhưng mà nó chơi chưa được bao nhiêu á, đa số nó ăn không à. Nó ăn hết này. Giờ nó nói là thật thôi để nó vô nó chơi với con Linh Miêu đồng cỏ này. Rồi rồi nó sẽ rồi, vô cho Linh Miêu đồng cỏ. Sao nó vô trường Linh Miêu đồng cỏ. Đây là cái đường đi vào Bad Coffee Garden. Thì hai bên cây trồng trúc á. Nó trâu đầu với nhau rất là đẹp. Và còn đây là cốc của mình. Hello. À, đi vô. Đây bên tay phải là phần igu rất là nhiều. Còn bên đây có con gấu đen đang đứng rồi đó. Ui là trời. Đây, Anna. Trời, không có dám con khá là. Đây chưa. Python. Con biết con này là cái gì? Python. Trắng. Rì luôn nha. Coi. Rì luôn nha. Coi. Đó là sóc bay nữa nha. Trời, nó ị hả? Nó ị luôn á. Nó ị luôn á, Nó nhiều quá ị. Đâu? Kìa. Thôi đó xuống đó phần. Khỏi chùi. Đây có một cái huấn luyện viên sóc mai đang ngồi ở đây. Bạn này đang run rẩy. Bạn này sợ. Run rẩy. Nó đang sợ. Bạn huấn luyện viên này nhìn giống ca sĩ quá. Ca sĩ hả? The mosquito. Đẹp quá ha. Đó. Anh này bận bên cái đây luôn rồi. Được. Vô nha, phòng này phòng máy lạnh nha. Rồi, đây là phòng của mèo. Rồi. Mèo này là mèo châu Âu. Châu mèo giống như cái bánh mèo. Rồi, tụi con ngồi xuống coi đi. Giờ một lát mình vô mấy chuồng lama nè, chuồng chó, chuồng mèo, các thứ. Con mèo của tiên kia mà không có đồ chơi cho mèo.
Dạ, anh đang ngồi xuống chơi với lại con mèo cái mặt đó đây. Ori chơi con mèo bự nè Ori. Đó. Chơi xong rồi anh còn về nữa, lát anh về là đâu có hướng dẫn viên để sợ con đầu nó nắm đuôi nó quay lại cắn. Mấy con mèo này mình phải mở máy lạnh vậy em hả? Nó mới chịu nổi đúng không? Ở đây mèo của Anna này đó, còn mèo của Ori đây, chả Ori có mèo bự. Mèo giống như bánh mì lắm. Hả? Giống như bánh mì lắm, giống như bánh mì lắm. Mèo như bánh mì à? Đây là con mèo, mèo của Ori, con mèo, mèo của Ori mặt dữ vậy đó. Thấy chưa? Quả đã rồi. Đây là các bạn, đây là một cái con thỏ chính giữa nè, rồi ba cái chú bọ của chúng ta đây. Đó. Rồi, đây khoan bây giờ nè, xe tay á, xe tay đó. Đó, rồi, rồi để xuống một con bọ đi chẳng hạn. Thỏ dê chắc nó no rồi. Nè cho bằng bọ kìa, con bọ trắng kìa. Đó đúng rồi. Đó. Thấy chưa? Giờ đây. Đây con. Đó. À, nè, nè anh đi, nè con. Nè, rót vô cho em. Nè, nè, nè. Để qua cho Ori đi. Ok. Đó thấy không? Nó ăn thấy không đó. Con đi mà nó ăn chịu. Wow, super. Đã nha. Rồi ba bạn đứng bên một hướng thôi chứ đứng nhiều hướng quá vậy. Đây. Đây bằng bọ đang ăn nè. Đó. Cái này. Nhớ nghe đây cô kích. Cô chỉ muốn eat it. Eat it. Eat it. Đó, nó đây eat hả? Con này nó lông nó không có mượt bằng thỏ. Con gì vậy? Bỏ thỏ thật ra nó cũng là một này là giống. Con chuột mà. Hả? Là... Đâu? Chỉ vô đâu đâu? Kìa, nó đi đứng kìa. À, đó là con igu con. Đây nè, trên đây nữa nè, trên đây nữa nè. Cho bên đây á, là có một cái bạn igu lớn tuổi, đó thấy chưa? Đó. Nó già. Đúng rồi. Đó, bạn rùa kìa. Nó nhớ đó kìa kìa bạn rùa kìa. Mới thấy con rùa luôn. Có rùa đó. Sao có chỉ có một con? Đó, rùa nha, với lại yến phụng, yến phụng. Rồi, mình sẽ đi qua bên đây. Con đi tới đi bác hai chỉ cho. Rồi qua chuồng đây đây có cái bạn rồng xanh đây nữa nè, thấy không? Rồi qua đây là có con bạo chúa. Thấy chưa? Đây là con igu bạo chúa bự chần chần luôn. Rồi, cái đây là có những cái bạn igu này thì cũng là đang lớn. Gọi là thiếu niên. Đâu, nãy con lợn coi đi, con lợn coi đi. Đang lợn đứng sát vô. Rồi. Ở đây là có một bạn igu đang leo nè, thấy không? Nè, ở đây có một cái con igu nó đang leo trèo nè, ở đây là nó là ha. Đó. À, mình có thể vuốt nó nè, không? Rồi, ở đây có những cái bạn igu rất là đẹp. Ai nó hát này kìa. Đây là rồng. Ai nó ngáp vậy? Rồi tiếp tục qua đây nè, những bạn rồng xanh nè, không? Không, những bạn rồng xanh ở đây. Ồ, nhiều, nhiều bạn rồng xanh. Ở đây thì nè, lại coi Ori. Ồ, đã không? Những bạn rồng rất là đẹp luôn. Chứ sao nó giống như đá. Đó, nhìn rất là đã nha.
giống như hả? Nó giống như cục đá luôn á, đầu nó giống như cục đá. À, vậy hả? Giống đúng như cục đá hả? Đúng rồi, nhìn nào nó đi, giống cục đá không á. Vậy hả? Rồi. Biết con nó chưa? Ủa, mình lấy cái mặt đó. Rồi đây các bạn vô chuồng chó đây. Trước khi vô chuồng chó thì cũng xịt vệ sinh tiệt trùng nha. Vệ sinh rồi vô. Con bút đồ đây, bút đồ đây, mặt bút đồ nè. Rồi có bút ly nè. Con sợ nó, con sợ nó hả? Ở bên đây là con gì? Ở trong đây có mùi nó nồng quá. Này giống như phốc sóc đúng không? Phốc sóc nè. Đây là bút ly nè. Đó, cái mùi nước đá chó. Rồi coi xong chưa, đi ra rồi bạn ơi, đây nó nằm. Đây là bạn tương ma, khoan, là ma chưa, từ từ mới cho ăn nha. Đây từ từ mới cho ăn, từ nha. Rồi bạn Ori tới cho ăn đi. Mỗi người cộng rồi cho ăn nó từ từ thôi. Rồi tới bạn nào. Rồi con đi tới nó mới ăn được chứ. Nè con cầm lên đi, con cầm lên. Lấy lên. Rồi con tới gần con sợ nó cắn hay vậy? Nó bự lắm á chị ha. Rồi tới Amy đi. Tới Amy đi. Rồi. Rồi tới Uri đi, Uri cầm đi tới nè. Tới nè. Sao Uri sợ hả? Uri sợ hả? Nè, tới gần đi con. Đó, nó đi theo nè, Qua. Chưa giữa, đó, đúng rồi. Một công nữa. Tiến lên. Rồi, các bạn vô đi. Bạn nào cho ăn vô đi. Rồi bạn nào vô. Rồi cho ăn đi. Rồi Uri cho ăn đúng rồi. Rồi tới bạn kia. Rồi. Còn nữa không? Đừng để rớt đồ ăn xuống muỗng. Cô đi. Nha. Đừng để đồ ăn xuống muỗng nha. Trời ơi, con hai nó tới luôn. Nó rồi, đúng rồi anh thiệt. Rồi tới gì nữa? Còn nữa không? Còn đồ ăn không? Không, nãy Uri cho con nhỏ ăn rồi. Rồi chị hai vô đi, rồi chị hai vô đi, đứng ngoài nắng chi vậy? Cho đá xong rồi cho con dê to mới ăn. Có ai vuốt râu dê không? Đó, râu dê. Hết rồi phải không? Rồi vậy chào mấy bạn dê đi. Rồi bye. Con nói cho cả nhà nghe ơi, con thấy có vị gì? Kẹo bông gòn đúng không? À, con ngon không? Ngon không? Con thích không? Hai mốt bán là một ăn muốn ăn hỏi bác hai kêu cho nữa. Ha. Ok. Ok, chào con cái ống gì. Ok, rồi. Để nó.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Một con bạch tuộc. Robot hả? Robot bạch tuộc. Nè đây. Con lấy mi đây.